Xin chào bạn đã, mình là Hưng đây. Xin chào bạn nha. Xin chào tất cả các bạn nha. Yeah, ngày mới chúc tất cả mọi người vui vẻ nha. Thì các bạn ơi, hôm nay bọn mình mới nghĩ ra một cái series rất là hay các bạn nhá. Đó là cầm 100k vào siêu thị các bạn ạ. Thử thách mua đồ ăn theo màu các bạn nhá. Ai mua được nhiều đồ ăn nhất sẽ là người chiến thắng các bạn ạ. Đấy. Thì phần thưởng cho người thắng cuộc thử thách ăn đồ nhiều màu hôm nay đó là 500 đô các bạn nhá. 500 đô à? Đấy. Hai kẻ thua sẽ phải góp tiền vào nhau ở đấy. Để cho người thắng. Cho người thắng. À được. Hiểu không? Hiểu. Cái rồi. Phần mua sắm này mình đẳng cấp rồi các bạn ạ. Đấy, thì cái lợi thế ở trong Bixi này rất là lợi thế cho Nguyên các bạn ạ. Trước mình làm cho Bixi các bạn ạ. Đấy. Nó chỉ, thằng Nguyên này chỉ mua rau thôi. Đấy rồi. Thì các bạn thấy video này hay, like và chia sẻ video ủng hộ mình nhá. Còn bây giờ bọn mình sẽ vào trong Bixi mua đồ ăn. Cầm 100k để mua đồ ăn theo màu của bạn nhá. À, phải bốc thăm đã. Đúng rồi. Đấy, mình đã chuẩn bị tờ bốc thăm này nha các bạn nhá. Để cho họ bốc thăm trước. Đây em đây đi. Đấy, Nguyên. Đây em đây đi. Rồi, Nguyên là màu gì đây? Có 3 màu các bạn nhá. Các bạn ơi, màu đỏ các bạn ơi. Hậu là màu đỏ ạ, Nguyên. Các bạn ơi, mình màu xanh các bạn ạ. Rồi. Đúng màu áo mình luôn. Đấy, đúng màu áo của Nguyên luôn các bạn ạ. Cái khéo là Nguyên. Thế là mình là màu gì đây? Màu vàng các bạn ạ. Đấy. Rồi, thì bây giờ bọn mình sẽ cầm 100k để đi vào siêu thị Bixi để mua đồ các bạn nha. Đấy, không ai được mua quá, anh chưa? Ok. Rồi, let's go. Các bạn ơi, mình đang ở trong siêu thị Bixi các bạn nha. Mình hôm nay chọn phải đồ màu vàng, mình sẽ mua đồ màu vàng các bạn ạ. Hôm nay mình sẽ là người chiến thắng các bạn nha. Đánh bại với Hậu, với Nguyên các bạn ạ. Màu đỏ, màu xanh làm sao ăn được mình các bạn ạ. Đấy, mình là chuyên gia đi chợ các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi mua đồ các bạn nha. Let's go. Các bạn ơi, cái này màu vàng các bạn này có 2.400 thôi các bạn nha. Đấy. Các bạn ơi, cái này có 4.900 các bạn nhá. Đấy. Alpha DB các bạn này. Các bạn ơi, giờ hiện tại mình đang ở trong Bixi nha các bạn nhá. Mình đi mua đồ màu xanh để thì mấy bạn đứng bạn đậu. Đứng bạn đậu làm đồ màu đỏ với đồ màu vàng các bạn ạ. Hôm nay màu xanh của mình chắc chắn là thắng các bạn ơi. Bởi vì trước mình có làm trong Bixi các bạn ạ. Đây mình mua một sơ cun màu xanh nha các bạn nha. Đây sơ cun này. Các bạn ơi, giờ mình chọn mì tôm nha các bạn nha. Ngoài đây có đâu 3.700 thôi các bạn ạ. Các bạn ơi, đấy mình đã bốc vào màu đỏ các bạn ạ. Đấy nên hôm nay mình sẽ đi mua đồ màu đỏ các bạn nha. 100.000 các bạn ạ, mình sẽ mua được khá nhiều đồ màu đỏ luôn các bạn ạ. Đấy. Đây các bạn này, toàn có mấy nghìn một thôi, hơn 6.100 thôi các bạn. Còn làm sao không mua được nhiều các bạn nhờ. Đấy, hôm nay mình chắc chắn mình sẽ đánh bại Hưng với lại Nguyên các bạn nhá. Các bạn ơi, cái này có 5.500 các bạn ạ. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Cái này còn có 2.400 rồi các bạn ạ. Đấy, lương khô các bạn nhá. Đấy, món ăn tuổi thơ ai ăn luôn. Các bạn ơi, mình cho toàn hoa quả màu xanh nhá các bạn nhá. Giờ mình đi cầm. Có đúng 1.000. Quả lấy 3.000 này các bạn ạ. Mình hôm nay thắng là cái chắc các bạn ạ. Cái lấy 2.000 này các bạn này. Các bạn ơi, mình sẽ chọn bánh rẻ nhất mình mua các bạn nhá. Đây các bạn này, 3.000 một cái các bạn nhá. Mình sẽ lấy một cái này các bạn ạ. Hôm nay mình nhất định mình sẽ chiến. Hôm nay mình nhất định mình sẽ chiến thắng các bạn ạ. Đấy, một cái. Cái này 5.000 các bạn ơi. 5.000 các bạn nhá. Cái bánh này đẹp phết, mình lấy thêm một cái là 7.000 các bạn nhá. Thế là từ đấy là mất 15.000 rồi các bạn ạ. Wow. Các bạn ơi, mình đã mua đủ rồi các bạn nhá. Đấy, 100.000 các bạn ạ, một đống luôn. Thế bây giờ mình sẽ thanh toán cho mình vào các bạn nhá. Các bạn ơi, yo, các bạn 100.000 mua được đầy đầu luôn các bạn ạ. Các bạn ơi, mua đống đồ luôn các bạn ạ, vẫn thừa 2.000, hết còn 98.000 thôi nhá. 100.000 các bạn nhá. Các bạn ơi, thế là mình mua tròn hết 100.000 các bạn ạ. Đấy, 100 tròn nghìn các bạn nhá. Còn 3 đồng nữa chị ấy không lấy các bạn. Các bạn ơi, mình mua hết còn 99.000 thôi các bạn ạ. Đây hóa đơn đây các bạn ạ.
Đất thương 1.000. Chắc có lẽ mình qua còn là tao bỏ mình mua thêm cái kẹo mút nha các bạn nhá. Đấy các bạn ơi, ba bọn mình đã vào trong siêu thị Big C mua đủ 100.000 rồi các bạn nhá. Thì bây giờ bọn mình sẽ đi về nhà đại chiến các bạn ạ, đếm xem là ai mua đủ và chuẩn các bạn nhá. Đấy các bạn ơi, trước khi đại chiến là bọn mình đói quá các bạn ạ, phải làm 3 miếng đùi gà sốt cay các bạn ạ, để thưởng thức các bạn nha. Đúng rồi đấy, đùi là của anh, miếng là của Nguyên, cánh là của Hậu, để ăn no mới kiếm ăn được các bạn. Đấy ngon không ạ? Các bạn ơi, ngon lắm các bạn ạ. Đấy, ngon lắm các bạn ạ. Ngon lắm ăn mình nữa. Các bạn ơi, thế là bọn mình đã đi Big C về rồi các bạn nhá. Đấy, khá thì các bạn ạ, mình mua tổng cộng là hết 100.000 các bạn nhá, vừa hai tròn các bạn ạ. 3 đồng thì cái chị là chị ấy không tính nên là không mất gì các bạn nhá. Đấy, của Nguyên đâu? Các bạn ơi, mình mua 99.000 nha các bạn nhá. Đấy, còn mình thì mua hết 98.000 các bạn ạ, vẫn còn thừa 2.000 các bạn ạ. Các bạn thấy mình đẳng cấp không? Rồi, thì bây giờ bọn mình sẽ bỏ ra đếm là xem mà ai mua được nhiều đồ nhất các bạn nhá. Đấy, đồ của mình nhất các bạn đã theo màu nhá. Ok, đổ ra, đổ hắn ra. Bỏ riêng ra, hồn lẫn đấy. Đấy. Các bạn ơi, của mình toàn món ngon thôi các bạn ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ đếm nhá. 1 này, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 loại các bạn ạ. Đấy, các bạn ơi, giờ đến lượt mình nha các bạn nhá. Wow, đồ màu xanh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Yeah, mình thắng Nguyên nhá. Quanh quẩn đến kiểu của mình nhiều nhá. 1, quả cà chua các bạn nhá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 các bạn ơi. Thế mình thắng rồi các bạn ơi. Đây, thế là Hậu chiến thắng các bạn ạ. Đấy, Hậu sẽ được 500 đô các bạn nhá. Đẳng cấp luôn các bạn ạ. Wow, Hậu đẳng cấp đấy các bạn ơi. Các bạn ơi, của mình khối lượng ít như nó chất lượng nó hơn thì cái ai chơi chất lượng bạn ơi. Mua được nhiều đấy hơn là thắng rồi, bạn hiểu không? Rồi, thôi được rồi. Đấy thì Hậu là người chiến thắng các bạn nha. Thì bây giờ bọn mình sẽ thưởng thức đến những cái món ăn theo đồ của mình các bạn nhá. Đấy, đâu món đầu tiên mình sẽ ăn quả chuối đây. Đấy các bạn ơi, Hậu không có quả gì rồi. Em có quả cà chua bi ấy. Các bạn nhờ, đấy mình ăn cả quả chua luôn các bạn ạ. Quả này ăn được các bạn nhá. Chuối các mình. Các bạn ơi, lần đầu tiên mình ăn quả cong nha các bạn nhờ. Đây, quả chua bi ngon thật. Đây, quả chuối mình 4.000 các bạn này. Có Nguyên là quả cóc bao nhiêu bao tiền đấy? Quả cóc là 1.666 lại 1.666 ghê. Nếu ở đây của mình món rẻ nhất của em xem nào, món xem nào, 412 đồng các bạn ạ. 412 đồng món rẻ nhất là quả cà chua Đà Lạt các bạn ạ. Đấy các bạn ơi, wow, quả chuối mình này lúc mua màu vàng sau mang về nó thâm thì các bạn ạ. Mời bạn ăn rồi nhá. Các bạn ơi, mình ăn quả cong nha các bạn nhớ, mời tất cả các bạn cùng ăn. Các bạn ơi, món này mới ngon này các bạn này. Đấy, món màu đỏ quá của Hậu ấy. Các bạn thấy không? Món này nói chung là các bạn nhỏ ai cũng thích luôn các bạn ạ. Nguyên vừa chua vừa chát. Chua thật anh các bạn. Nguyên lúc mà hay ăn quả khác. Mua một quả chanh các bạn ạ. Hết 1.700, 2.000 quả chanh này các bạn nhá. Được đấy. Nguyên toàn hoa quả nhỉ? Xúc xích heo cao bồi các bạn nhìn này. Đấy, đồ ăn màu vàng mình có xúc xích heo cao bồi các bạn nhá. Các bạn ơi nhìn này, các bạn biết cái này cái gì không? Mực bento các bạn ạ. Đấy. Wow. Món ăn thời học sinh của mình đấy. Đấy. Đây này, xúc xích heo cao bồi các bạn nhìn này. Màu vàng nha. Bây giờ mình sẽ chọc nó ra các bạn ạ. Đấy các bạn, mực bento như này các bạn ạ. Đấy. Wow. Xúc xích heo cao bồi của mình các bạn nhìn này. Đấy. Mình không có xúc xích heo bồi, mình cũng có xúc xích bùm bùm các bạn ạ.
về hậu sẽ bùm bùm là thuốc đây gì? Bùm bùm đây. Đấy. Đấy màu đỏ à? Các bạn ơi, giờ luôn. Mình ăn chay nha các bạn nhá, ăn chay tẩy trắng răng này. Ăn chay nhỉ? Chay ngon lắm bạn Nguyên nhỉ? Chay ngon lắm. Quay. Bên mình toàn hoa quả thôi các bạn ạ. Bạn Hậu không mua một tí nào hoa quả. Đúng rồi. Đúng là bạn Nguyên bạn ấy làm ở cái khu chợ rau khác, bạn ấy chơi toàn hoa quả thôi. Hôm nay mà chơi mua rau các bạn mua toàn rau các bạn. Đấy, xúc xích xào cá bồi mình lắc các bạn ạ. Xúc xích xào cá bồi ngon hết nhở? Đấy các bạn ơi, lắc phô mai này. Ngon không các bạn ơi? Uầy, như Hưng với Nguyên không mua được nước gì uống không nhỉ? Mình còn mua được cả coca các bạn ạ. Có sữa này. Các bạn thấy không? Đây. Ngon lắm các bạn ạ. Đồ màu vàng ăn ngon lắm. Uê, của Nguyên đồ màu xanh kìa. Các bạn ơi. Nguyên ăn thì chua lắm nhỉ. Nhặn hết mặt các bạn ạ. Bạn ghê cho tớ quả cam đi. Đây. Đấy, đồ màu xanh của Nguyên quả cam này. Các bạn nhìn này, xịn đấy. Quả cam này 7.800 các bạn nhá. À. Bạn Hậu ăn cam không? Có cho tớ miếng này, ăn đáng miệng này. Hãy tớ bổ nhá. Của tớ, của mình mua được cả sữa cun luôn các bạn ạ. Đấy. Bạn học tớ thảo. Hả? Đây mình có sữa cun. Ai à? Sữa cun á, sữa cun hình như mình cũng có sao ấy. Đâu, ai chỉ có sữa cam đi thôi. Mời các bạn ăn cam nhá, đấy, thưởng thức miếng cam của bạn Nguyên này. Thế cho bạn Nguyên ăn món này của tớ này. Mực bento. Bạn ăn đi, cũng món học sinh luôn. Có kẹo này các bạn này. Có là bánh này. Cam bạn Nguyên mua ngọt đấy. Xoài nữa các bạn nhá. Đây, bánh này bạn nhìn này. Tớ cho bạn Nguyên cái bánh này. Đấy, bánh này đẹp lắm các bạn ạ. Này, cho bạn Nguyên. Bạn Hưng hôm nay mua nhiều bánh mì. Cái bánh của mình còn có gói bánh kẹo gấu các bạn ạ. Không biết bên trong là thế nào, chưa ăn bao giờ. Ai à? Ui, các bạn ơi. Hình như mặt gấu luôn các bạn nhìn này. Đấy, xinh không? Các bạn ơi, giờ mình cho mực mình kẹp vào bánh mì nha các bạn nhá. Các bạn ơi, đây là cái kẹo gì mình thấy lạ các bạn. Kẹo của trẻ con, kẹo ô. Bây giờ thì mình bóc ra các bạn nhá, nhìn này. Kẹo ô này, vị hay thế. Bên trong là sô cô la hả? Thế à? Đấy, kẹo ô à? Kìa, có con ngựa, ngựa ô. Ô, kẹo ô các bạn ạ. Ok, bên trong à? Đây trẻ con hay ăn mình cũng chả biết bên trong nó như nào. À dạ. Đấy phải xé ra các bạn. Sô cô la đúng không? À sô cô la các bạn ạ. Đây này. Sô cô la. Đấy. Ủa, ô. Tuột rồi. Đấy, kẹo ô của con gái các bạn ạ. À, của trẻ con các bạn nhỉ. Các bạn ơi, bây giờ mình sẽ bóc quả trứng các bạn nhá. Bóc quả trứng của mình ra các bạn ạ. Ờ, mình có quả trứng màu vàng này. Đấy, sợ trùng hợp ấy. Đấy các bạn ạ. Không biết bên trong quả gì. Bạn Nguyên thử cái kẹo ô này. Đây các bạn ơi, các bạn nhỉ. Đây là sô-cô-la. Wow, bên trong nó toàn kẹo thôi các bạn ạ. Sô-cô-la đấy. Bên trong toàn là kẹo hạt nhỏ nhỏ này. Đây là sô-cô-la các bạn ạ. Mình không có quả trứng các bạn á, mình bóc nha. Ngon không? Ngọt lắm bạn ạ. Thế bạn ăn cái này đi, ngon cực. Ngọt bạn không ăn, ờ, được, không ăn được. Đây để tớ ăn. Bạn mấy cho tớ. Ngon mà các bạn ạ. Bạn ăn trứng của mình này. Wow, cũng toàn kẹo thông tế. Kẹo này. À. Cái gì nhỉ? Ăn cái kẹo ô đấy xong rồi ăn cam nhạt toẹt các bạn. Ngồi. Đâu mình cũng mua được bim bim này các bạn này. Bim bim đùi gà luôn các bạn thấy không? Mình cũng mua được bim bim nhá. Cái gì đấy bim bim mình bé tí ấy. Bắp vị rang này. Bim bim còn tớ to đùng to hơn hai bạn. Đấy còn tớ ấy các bạn nhìn này. Ngon lắm.
Ui, đúng cái hình đùi gà luôn các bạn nhìn này. Đúng cái hình đùi luôn. Để chết không? À, thử họ à. Ui, hình đùi gà luôn. Đùi gà to luôn. Thứ còn ngon hơn các bạn. Đấy thì các bạn ơi, hôm nay rất là nhiều đồ luôn các bạn nhá. Đấy thì Hậu này là người chiến thắng các bạn ạ. Cầm 100 nghìn vào siêu thị Bixi mua được nhiều đồ nhất các bạn nhá. Đấy, đồ ăn theo màu. Hậu là này màu đỏ, mình là màu vàng, còn Nguyên là màu xanh. Đấy, Hậu hôm nay rất là giỏi bạn nhá. Thì Hậu sẽ được 500 đô phần thưởng các bạn ạ. Thì bây giờ sẽ phải trao cho Hậu thôi. Nguyên lấy 2 triệu rưỡi của Nguyên ra. Đây, để lấy. Rồi, mình nhau Nguyên phải mất 2 triệu rưỡi các bạn ạ. Cày lắm, tức lắm các bạn ạ. Bình thường các bạn nhỉ. Có chơi có chịu chứ. Rồi. Thì các bạn ơi, các bạn thấy video này bọn mình hay thì like, chia sẻ video ủng hộ mình nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong clip tiếp theo nha. Bye bye, bye, bye.